Hello, xin chào tất cả các bạn. Chúc các bạn và gia đình có thật nhiều sức khỏe nhé. Nay mình xin vẽ nhân vật theo nhu cầu fan là Siro trong bộ No Game No Life nhé các bạn. Mình nói sơ qua về tiểu sự của cô nàng là Siro là em của Sora, 11 tuổi, giỏi về tính toán, chơi cờ vua. Ngoài ra cô còn là một FBBS giỏi nhất thế giới. Siro rất giỏi suy luận logic để giải quyết các vấn đề. Cô cũng hiếm khi biểu hiện cảm xúc ở trên khuôn mặt, mặc dù rất trí tuệ. Cô ta luôn nói những câu rất ngắn. Mình nói sơ sơ vậy thôi, nếu các bạn muốn tìm hiểu thì vào bộ đó nhé các bạn. Mình vẫn đi khung như mọi khi. Các bạn nếu tập vẽ thì các bạn nhớ giữ chỗ bình tờ giấy cho nó sạch sẽ nha. Kê lên một tấm bì cứng á, mình vẽ mình tô nó không có bị lúng, không bị rách giấy. Hình này là phải đi khung hết là 2 tiếng nha các bạn. Nếu các bạn có đam mê vẽ tranh nhân vật yêu thích của mình thì các bạn mới vẽ được nhé. Còn nếu không đam mê thì không vẽ được đâu. Nói xong rồi bây giờ mình bắt đầu tô. Nếu mình có nói sai chỗ nào thì các bạn nhớ bình luận phía dưới cho mình biết nhé. Các bạn có câu hỏi gì cứ đặt ra để mình sẽ trả lời nhé. Tóc thì mình dùng màu xanh nhạt, xanh nước biển nhạt. Nhưng mà một số màu mình không có, ví dụ như nước biển nhạt đậm, nhạt không có thì mình đánh một lần. Tí nữa là mình dùng màu đó thì mình đánh thêm lần nữa là nó ra đậm tí. Đó, giờ mình cũng dùng màu đó mình đánh thêm lần nữa. Trong tóc mà muốn bóng là phải đánh mấy lần nha các bạn. Đợi nó khô rồi đánh nha các bạn. Bộ màu này nó đang share trên mạng rẻ lắm, 60 màu này 200 mấy. Vẽ lâu dùng nhiều. Nếu các bạn mua về lâu lâu vẽ 1-2 tấm thì 1 tấm thì khó hết lắm. Giờ mình tô mắt xong mình đánh màu trắng lên thì nó mây giống chấm lên. Mình đánh màu, mình đánh một lần cho nó khô hết, tí nữa mình đánh tiếp một lần nữa. Đó. Giờ mình đánh áo, đợi cho màu da khi nó khô rồi mình mới đánh thêm một lần nữa. Áo thì mình dùng màu hồng tím. Tí nữa khô á mình dùng màu đó mình đánh thêm lần nữa ra màu hồng tím đậm nữa nhé các bạn. Đó, giờ mình đánh thêm lần nữa. Các bạn cứ tập tô đi, tô rồi mới lên tay được nhé các bạn. Nếu mà không tập tô rồi không lên tay rồi cũng không ai bày gì mình mình tô hết. Xong rồi nhé các bạn, nếu các bạn yêu thích video thì nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé các bạn. Cảm ơn các bạn.